Xin chào các bạn. Xin chào nhà mình. Ai nhà mình lên livestream này rồi thì nhà mình chào nhau nào. Nhà mình nghe rõ chưa? Nhà mình nghe rõ thì nói nghe rõ, nhìn rõ thì nói nhìn rõ nào. Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với cái livestream buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay thì tôi sẽ làm một cái chủ đề, đó là cái tuyệt chiêu giúp các CEO, các nhà chủ doanh nghiệp, nhà quản lý lãnh đạo để tạo động lực cho đội ngũ của mình một cách rất là mạnh mẽ. Làm thế nào để mà mình tác động vào đội ngũ, vào cái gì để đội ngũ của mình lúc nào cũng hừng hực khí thế, có một cái động lực vĩnh cửu. Bao nhiêu trong số các bạn mong muốn là mình là lãnh đạo, mình tác động, mình biết cách tạo động lực cho đội ngũ để anh em hừng hực khí thế làm việc này, có động lực mạnh mẽ này, nhiệt huyết làm việc, trách nhiệm với công việc này. Ok, nhà mình lên đây, nhà mình comment đi, nhà mình share rồi là tương tác thả tim đi nào, để mọi người cùng vào và bắt đầu chúng ta chia sẻ với nhau. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Rất nhiều người hỏi tôi về cái cách tạo động lực cho đội ngũ. Nhiều lúc là đội ngũ mất nhiệt, nhiều trường hợp CEO, chủ doanh nghiệp vào công ty của mình thì giống như kiểu đưa đám ấy. Bây giờ làm sao mà mình anh em mất nhiệt, rất là lúc nào ỉu xìu như vậy, làm sao để mình tạo ra cái năng lượng, cái động lực cho đội ngũ của mình để anh em làm việc gọi là hừng hực khí thế lên và có một cái động lực vĩnh cửu từ bên trong. Ok, nhà mình lên đây, nhà mình chào đi, xin chào Hà Nguyễn nhé. Chào Lê Thị Ngân, chào Kỳ Anh, chào Đỗ Nhật Minh. Ok, xin chào các bạn. Nhà mình lên đây, nhà mình thả tim nói chào nhau nào. Ok. Rồi thì đầu tiên tôi rất là cảm ơn các bạn đã vào trong cái livestream này trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu bên gia đình của mình để tham dự cái livestream này. Và cảm ơn, tôi rất là gửi lời cảm ơn đội ngũ của PC và bởi vì đội ngũ của PC đã có một cái động lực làm việc rất là mạnh mẽ. Đúng không? Để là giúp tôi thực hiện rất nhiều những cái sứ mệnh, cái tầm nhìn và những cái chiến lược. Ok. Rồi, chủ đề ngày hôm nay đó là bốn cái nhóm người trong doanh nghiệp, bốn cái loại động lực chính để giúp các CEO, các nhà quản lý lãnh đạo để tạo động lực cho nhân sự của mình. Thế thì nếu mà bạn đang là những nhà quản lý lãnh đạo thì làm sao để bạn tác động vào cái gì để đội ngũ của mình tự nhiên là hừng hực khí thế lên, đúng không? Và tạo ra cái động lực vĩnh cửu cho đội ngũ của mình, đúng không? Làm sao để mà bạn tác động vào nhân sự để anh em thúc đẩy anh em làm một cái việc gì đó. Hoặc đơn giản là nếu bạn là một người cán bộ nhân viên bình thường hay một người bình thường thì bạn cũng sẽ biết là khi bạn làm thế nào để bạn tác động, truyền động lực cho những người xung quanh của mình. Nào, làm thế nào để bạn động vào đâu để mà người khác nhiệt huyết, người khác hừng hực khí thế để ủng hộ bạn hoặc giúp bạn làm một cái việc gì đó. Đấy, thì nhà mình lên đây, nhà mình chào nhau nhé. Chào nhau và nhà mình nhớ like, share cái video này, tương tác thật là tốt, tag những người bạn của mình vào đây để cùng tham gia vào cái chủ đề này. Chào Thành Long, chào Thu Giang, chào Trung Kiên, chào Thịnh Võ, chào chị Thịnh. Ok, xin chào nhà mình. Nhà mình lên đây, nhà mình tương tác, nhà mình share một chút vào vài cái group để chúng ta cùng nhau chia sẻ. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, nhà mình chia sẻ đi, nhà mình thả tim đi, nhà mình thả tim ở Mỹ lên, tác mọi người vào đây cùng nhau nào. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Thế thì thông thường ấy, có 3 cái lý do mà chúng ta cần phải biết cách tạo động lực cho đội ngũ và chúng ta cần phải nhận diện được những cái nhóm người nào trong doanh nghiệp và người ta cần các bạn tác động, động lực của họ chính là gì. Nếu bạn nhận diện được cái điều này thì bạn tác động vào thì rất là tốt. Trường hợp là có rất nhiều trường hợp mình nói vợ mình không nghe, nói chồng mình không nghe, nói nhân viên của mình không nghe, đúng không? Nói đồng nghiệp của mình không nghe. Đấy, thế bây giờ thì làm sao để mà mọi người nói, mọi người nghe, đúng không? Mình cuốn hút, rồi sau đó thì mình tác động cho họ hừng hực khí thế lên với công việc. Ok, nhà mình nhớ vào đây đi, nhà mình nói vào đây thì cứ nói xin chào đi nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì đây là một trong cái kỹ năng tạo động lực, chính là một cái kỹ năng cực kỳ quan trọng dành cho những nhà quản lý lãnh đạo. Cực kỳ quan trọng luôn đấy. Đấy, ok, chào Cẩm Nguyễn. Xin chào. Rồi, chào Hà Nguyễn. Đúng rồi, mình tag những người bạn của mình, vào đây nhé. Rồi, cái chủ đề hôm nay là tạo động lực cho đội ngũ của mình. Ok,
Và trong cái buổi ngày hôm nay thì các bạn cũng sẽ nhận diện được chính bản thân bạn thì sẽ có động lực từ cái gì để bạn tạo động lực cho chính bạn. Đôi khi bạn mất nhiệt huyết, mất lửa, đúng không? Bạn chán thì bây giờ cái gì sẽ giúp bạn có được cái nguồn động lực trở lại? Ok, thì các bạn hãy chia sẻ đi, hãy chia sẻ cái video này đi, cái livestream này đi, để khoảng 30 người vào đây thì bắt đầu chúng ta sẽ chia sẻ cùng với nhau nhé. 30 người vào đây, tối thiểu là 3 người vào đây để chúng ta chia sẻ với nhau cho zoom. Ok, rồi chủ đề ngày hôm nay đó là tạo động lực cho đội ngũ của mình. Chào Nguyễn Minh Khôi, xin chào. Ok, nhờ mình like share video này đi để đủ 30 người vào đây để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Chào Phạm Văn Tuân nhé. Chúc các bạn buổi tối tràn đầy năng lượng. Hiện tại tôi đang ở nhà của mình và hôm nay dư năng lượng, dư động lực nên làm một cái live stream để chia sẻ với các bạn về cái chủ đề tạo động lực. Ai trong số nhà mình mong muốn là bản thân mình có động lực và mình truyền được cái động lực, tạo động lực cho đội ngũ của mình thì nhà mình hãy like share video này đi. Đủ 30 người thì chúng ta sẽ chia sẻ với nhau. Ok, nhà mình chia sẻ đi. Đúng rồi, nhà mình tương tác rất tốt. Rồi, 30 người rồi, tôi sẽ chia sẻ với anh chị nhé. Thì trong ấy, nếu mà phân tích chi tiết thì nó có 7 cái nhóm động lực chính cho nhân sự của mình. Và chúng ta là những người lãnh đạo, những nhà quản lý, những CEO, chủ doanh nghiệp thì chúng ta cần phải nhận diện được nhân sự của mình đang thuộc nhóm người nào. Đấy, thì nếu kỹ ra thì nó còn khoảng 7, nhà mình comment đi, 7 cái nhóm người trong doanh nghiệp, tức là tương ứng với nó là 7 cái nhóm động lực chính mà chúng ta cần tác động vào để chúng ta nhận diện được, và chúng ta phải tác động theo đúng cái gọi là giống như kiểu cái tử huyệt, đúng không? Còn nếu mà mình chia ra ấy, thành những cái yếu tố chính thôi thì nó chỉ khoảng 4 nhóm chính để chúng ta tạo động lực. 4 nhóm người trong doanh nghiệp tương ứng với nó là sẽ là 4 cái động lực chính để các nhà quản lý lãnh đạo chúng ta tác động đúng thì anh em sẽ hưng ngực khí thế lên. Đấy. Thế thì trong 4 nhóm này gồm những nhóm gì? Thì cái nhóm đầu tiên, nhà mình comment đi, 4 nhóm động lực, 4 nhóm người trong doanh nghiệp tương ứng với 4 cái nhóm động lực chính nhé. Mình comment đi, 4 nhóm động lực chính. Thế thì khi mà bạn quản lý một cái đội nhóm thì bạn phải nhận diện được cái nhóm đầu tiên, tôi gọi nó là nhóm động lực về tiền bạc. Nhà mình comment đi, cái nhóm đầu tiên là nhóm động lực về tiền bạc. Thì cái nhóm, có một cái nhóm sẽ rất yêu tiền, tôi gọi nó vui là nhóm yêu tiền đấy. Và cái nhóm động lực thứ hai là cái nhóm về danh tiếng, về chính trị. Thì cái nhóm thứ hai là nhóm danh tiếng, yêu danh tiếng. Nhà mình comment đi, yêu danh tiếng. Và cái nhóm thứ ba mà cái nhóm động lực thứ ba cũng là cái nhóm người thứ ba trong doanh nghiệp của các bạn, đó là cái nhóm người tôi gọi là cái nhóm người yêu bản thân, yêu bản thân. Và cái nhóm người thứ tư, nhà mình comment đi, yêu bản thân. Và cái nhóm người thứ tư đó là nhóm người tôi gọi là đam mê, yêu công việc. Tức là nhóm đam mê, nhóm có một cái đam mê nào đó, một cái chuyên môn nào đó, nhóm đam mê hay còn gọi là yêu công việc. Nhà mình comment đi. Nhóm đầu tiên là yêu tiền này, nhóm thứ hai là yêu danh tiếng này, nhóm thứ ba là yêu bản thân này, và nhóm thứ tư là yêu công việc. Đấy, thì đây là cái 4 cái nhóm chính mà chúng ta cần phải nhận diện được. Và tôi sẽ giúp các bạn trong khoảng 30 phút tới thì mình sẽ nhận diện là nhân sự của mình thuộc nhóm nào, đúng không? Dấu hiệu nào để giúp chúng ta quan sát cách chúng ta giao tiếp, nói chuyện để chúng ta nhận ra là đội ngũ của mình, những người đồng nghiệp của mình thuộc nhóm nào. Để sau đó thì các bạn giao tiếp với họ và sau đó thì các bạn tạo động lực cho họ để các bạn đạt được một cái mục tiêu nào đó, đúng không? Để các bạn giao việc cho đội ngũ của mình để anh em hưng ngực khí thế lên. Ok, rồi, nhà mình chia sẻ rất là tốt, tôi rất là vui. Ok, nhà mình comment 4 nhóm đi. 4 nhóm đi, nhóm 1 là gì, nhóm 2 là gì, nhóm 3 là gì, nhóm 4 là gì. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì tại sao tôi lại chia sẻ cái chủ đề này? Thì tôi muốn giúp các bạn nhận ra chính bản thân mình, động lực của mình là gì. Và sau đó thì bạn nhận diện đội ngũ của bạn, những người xung quanh của bạn, và sau đó bạn tạo động lực cho họ để bạn đạt được cái mục tiêu nào đó, hoặc là giao việc cho họ, đúng không? Thì cái phần này rất là quan trọng. Và bản thân tôi thì tôi thấy là đội ngũ của tôi khen là thầy sếp rất là giỏi cái này, tạo động lực, truyền lửa cho đội ngũ để anh em khi mà ỉu mất năng lượng, mất động lực là lập tức lại hừng hực khí thế lên. Thế nên là tôi quyết định là hôm nay tôi làm cái chủ đề này. Và cũng chính là do đội ngũ của tôi gợi ý cho tôi cái chủ đề ngày hôm nay. Đấy, thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Ok. Rồi, cái nhóm đầu tiên là tôi gọi là nhóm yêu tiền. Thì sẽ có một cái nhóm rất là thích tiền, thèm tiền ấy. Ai trong số các bạn ở đây là thuộc nhóm là thấy tiền là quan trọng nào? Yêu tiền thì comment nói tôi nè. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Thế thì cái nhóm sẽ trong công ty của các bạn, trong đội nhóm của các bạn sẽ có những người rất là đề cao tiền bạc. Tất nhiên ở mỗi thời điểm thì sẽ có những cái nhóm nhu cầu khác nhau, và
thèm, gọi là yêu những cái thứ khác nhau. Nhưng mà về có sẽ một cái, có một cái cảm xúc chủ đạo nào đó, tức là cái nhóm này sẽ có một cái cảm xúc chủ đạo với tiền bạc. Họ rất là có động lực mạnh mẽ với tiền bạc. Khi bạn nói về tiền đấy là anh em sáng mắt ra, bắt đầu có động lực ngay, có cảm hứng để nói ngay, đúng không? Đấy. Thì thông thường cái nhóm này là nhóm mà khi mà bạn tạo động lực cho đội ngũ thì bắt đầu là phải nói đến gì? Lương thưởng, đúng không? Đãi ngộ về mặt tài chính. Khi ví dụ như khi bạn tạo động lực để bạn giao một cái việc gì đó thì bạn nói là làm một cái việc này tốt thì tôi sẽ thưởng cho bạn bằng này tiền, đúng không? Thì thông thường là, hoặc là chúng ta có những cái game cho đội ngũ của mình là ví dụ như là cái bằng những cái giải thưởng như là bao nhiêu tỷ, bao nhiêu triệu, hoặc là chỉ vàng, hay là chỉ vàng báo hiếu, hay là đồng đô la hay cái gì đấy, thì chúng ta tác động đến đội ngũ của mình thông qua cái việc là đãi ngộ về tài chính, thông qua những cái phần thưởng về mặt tiền bạc, thì anh em sẽ có đội ngũ rất là lớn. Nên là trong công ty ấy, có những cái nhóm mà các bạn cũng vẫn phải dùng tiền, dùng những cái phần thưởng đấy, những cái phần thưởng. Nhà mình comment đi, dùng tiền, tức là dùng những cái phần thưởng. Và những cái nhóm này thì thông thường là thích nói về tiền bạc, rất là thích nói về tiền bạc. Kèo này thơm lắm, kèo kia thơm lắm, rồi là nhóm này là nhóm bị thu hút bởi những cái tỷ phú này, những cái triệu phú trên thế giới này. Đấy. Thì cái nhóm này là nhóm yêu tiền. Nhóm yêu tiền. Đấy. Và sẽ có một cái nhóm ấy, người ta sẽ tiền nong thì bình thường thôi, nhưng mà người ta yêu danh tiếng. Yêu danh tiếng tức là cái nhóm mà yêu sự nổi tiếng đấy. Ai trong số các bạn ở đây thích nổi tiếng thì comment nói tôi nào. Ok, tôi nào, comment nói tôi nào. Thì có một cái nhóm sẽ là yêu danh tiếng. Tức là nhóm này là nhóm mà muốn được nổi tiếng, muốn được ảnh hưởng mọi người biết đến mình. Kiểu như là sống ở trên trời đất ấy, thì phải có danh gì với núi sông ấy. Không thể chết đi như một hạt cát vô danh đấy, kiểu như thế. Cái nhóm này là cái nhóm có cái quan điểm như vậy. Cái nhóm này là cái nhóm mà nói là gì? Hổ chết để ra, người chết thì để tiếng, kiểu thế. Đấy. Kiểu như thế. Thì đây là cái nhóm yêu danh tiếng. Thì ai trong số các bạn ở đây thuộc cái nhóm là yêu tiền hay yêu danh tiếng thì comment nói tôi xuống đây nào. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Đấy. Thì sẽ có một cái nhóm người ta có một cái cảm xúc đặc biệt, có một cái động lực đặc biệt đối với cái việc danh tiếng. Ví dụ như là, em làm cái này đi, tới đây anh sẽ ghi nhận em, tức là trước toàn thể công ty, đúng không? Đó. Hoặc là mình nói là em làm tốt đi thì sẽ cất nhắc em thăng tiến lên những cái vị trí quản lý cao hơn. Đấy, cái nhóm này thì thích những cái động lực kiểu về chính trị, kiểu danh tiếng, kiểu như thế. Đúng không? Nhiều người biết tới. Hoặc cái nhóm này nếu mà các bạn chỉ cần một cái lời tuyên dương trước đông người, hoặc là các bạn lại viết cái câu chuyện của người này đăng lên Facebook để ghi nhận họ, chẳng hạn như vậy. Hay là bạn lại còn, cái nhóm này nếu mà yêu danh tiếng này, bạn sẽ vinh danh họ, có một cái góc truyền thống ở trong công ty, bạn treo cái tấm hình của họ khi họ đạt được một cái thành tựu nào đó, đúng không? Thì cái nhóm này rất là hừng hực khí thế. Hoặc là những người làm lâu năm, bạn làm ở phòng truyền thống, bạn vinh danh tôn vinh họ lên. Đấy. Hoặc là bạn có những cái kỷ niệm chương tôn vinh trước các cái hội nghị của công ty. Đấy, thì cái nhóm này rất là thích, đúng không? Rất là thích được tôn vinh như thế. Thiền nong lúc ấy gọi là 100 đồng tiền công không bằng đồng một đồng tiền thưởng, đúng không? Nên là chỉ cần thưởng một chút chút thôi thì có thể là cũng sẽ rất là thích thú. Tức là một chút thôi nhưng mà kiểu được thể hiện bản thân. Đấy, thì cái nhóm này là nhóm thứ hai. Và cái nhóm thứ ba, tôi gọi nó là yêu bản thân. Cái nhóm này thì nếu mà cái nhóm mà yêu tiền ấy, mà mình cứ nói về suốt ngày là sứ mệnh, tầm nhìn, rồi cái này cái kia, thì cái nhóm này nó không quan tâm đâu. Cái nhóm yêu tiền ấy thì quan trọng là cuối tháng là bao nhiêu, đúng không? Đấy, cái đấy mới là quan trọng. Nhưng mà nếu mà cái nhóm mà yêu danh tiếng mà bạn cứ suốt ngày lấy tiền ra để mà tạo động lực, để mà dẫn dắt ấy, thì thông thường là những cái nhóm này người ta lại nghĩ là ui ông này suốt ngày tiền, cứ mở miệng ra là tiền, cứ tiền, đúng không? Thậm chí nhiều người nói nhiều tiền quá nổi da gà, đúng không? Không thích. Tiền nhiều để làm gì? Kiểu thế, đúng không? Thế cái nhóm thứ ba đó là cái nhóm yêu bản thân. Thì là cái nhóm này ấy, ui, tiền bạc thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà thờ ơ, nhưng mà cái nhóm mà nói về danh tiếng, về cất nhắc lên những cái vị trí cao hơn vân vân cũng bình thường thôi. Nhưng mà có một cái nhóm là đừng có động đến bản thân tôi. Nhóm yêu bản thân, rất coi trọng bản thân, vấn đề sức khỏe, vấn đề nội tâm. Và đặc biệt là nhóm này thích những cái an toàn, rất là thích những cái an toàn. Đấy. Không ai được động đến mình. Nếu mà động đến mình là ầm ầm nên đừng có động đến cái lông chân của tôi, kiểu thế. Ai trong số các bạn thuộc nhóm yêu bản thân thì comment xuống đây nè. Đấy. Đấy. Thì cái nhóm yêu bản thân thì không biết là nhà mình thuộc nhóm nào.
Nhưng mà cái nhóm yêu bản thân này thì nó cần, chúng ta cần trong công ty thì cần có những cái quy chế, đúng không? Trong công ty cần có những cái quy chế nó tác động, đúng không? Để có những cái hệ thống luật lệ để nếu ông vi phạm vào thì bản thân ông sẽ bị như thế này, đúng không? Thì cái nhóm này là nhóm tuân thủ quy chế rất là tốt. Đấy, thế nên là nhà mình chỉ nghiên cứu. Đấy, cái nhóm này là nhóm mà bạn đưa ra quy trình, quy chế là mọi người rất là tuân theo. Đấy, thì chúng ta cũng khi mà để tạo động lực cho đội ngũ thì chúng ta cũng cần phải có những cái quy chế để làm sao mà bản thân họ đi trong hành lang đấy họ an toàn, nhưng vượt ra cái bản thân đấy là có những cái rất là rõ ràng về cái hậu quả thì họ sẽ rất là tôn trọng những cái quy chế. Đấy, thì đấy là một cái phần rất là quan trọng. Ok, rồi cái nhóm thứ ba đó là cái nhóm tôi gọi là cái nhóm yêu công việc, hay là còn gọi là nhóm đam mê. Nhà mình comment đi, yêu công việc và đam mê. Thì khi mà cái nhóm yêu công việc và nhóm đam mê này, thì cái nhóm này người ta sẽ nói về, ví dụ như về tiền bạc, tài chính, thì người ta cũng thờ ơ bình thường thôi, cũng không cần nhiều tiền lắm đâu. Nhưng mà cái nhóm này nói đến danh tiếng, sứ mệnh, tầm nhìn, những cái hoành tráng về chức vụ, chức danh các thứ, danh vọng người ta cũng không quan tâm lắm đâu. Nói về bản thân họ cũng bình thường thôi. Nhưng mà có một cái nhóm họ rất là yêu, có một cái đam mê với một cái chuyên môn nào đó. Ai trong số các bạn ở đây có một cái đam mê với một cái chuyên môn nào đó, một cái nghề nào đó, một cái việc nào đó, thì comment xuống đây nào. Đấy, thì cái nhóm này sẽ là cái nhóm đam mê. Nhóm đam mê hay gọi là nhóm yêu công việc. Họ rất đam mê một cái chuyên môn nào. Và thông thường cái nhóm này ấy, thì bạn phải tạo động lực cho họ về cái môi trường. Về cái môi trường tức là cái môi trường để họ thể hiện cái chuyên môn của họ. Đấy, thể hiện cái chuyên môn của họ. Họ nghiên cứu về những cái chuyên môn, rồi họ được tìm hiểu về những cái chuyên môn, rồi các bạn cung cấp cho họ những cái, ví dụ như là cho họ dự những cái hội nghị về chuyên ngành, thì họ rất là có động lực, mạnh mẽ. Đấy, rồi là bạn cung cấp cho họ những cái thông tin về cái chuyên môn của họ, ví dụ như công trình nghiên cứu mới, những cái số liệu về liên quan đến cái chuyên môn của họ, thì họ sẽ rất là có động lực. Đấy, thì đây là bốn cái nhóm người chủ đạo trong doanh nghiệp, và tương ứng với nó là bốn cái nhóm động lực chính mà bạn cần phải nhận diện. Và bây giờ thì cái bước 1 tôi sẽ giúp các bạn nhận diện. Cái bước 2 tôi sẽ giúp các bạn tạo động lực, có những cái cách thức tạo động lực như thế nào nhé. Đấy, và cách thứ 3 thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn, đó là cái cách bạn tự tạo động lực cho chính mình và biết bạn đang ở nhóm nào. Đấy không? Thì cái phần này là cái phần thứ 3. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ có bốn nhóm người. Một lần nữa nhà mình hãy review, nhà mình hãy comment, hãy viết xuống cái cửa sổ chat là bốn cái nhóm người chủ đạo là những cái nhóm người nào trong doanh nghiệp nào. Có một cái nhóm là yêu gì? Yêu tiền này. Nhóm thứ hai là yêu danh tiếng này. Nhóm thứ ba là yêu bản thân này. Nhóm thứ tư là yêu công việc. Đấy, thì bốn cái nhóm này là cái nhóm chủ đạo. Đấy, thì bạn nhận diện bốn cái nhóm này đấy nhé. Sau đó thì bây giờ tôi sẽ giúp các bạn nhận diện. Tôi lấy một cái ví dụ để giúp các bạn nhận diện. Một cái ví dụ nhỏ, giống như là một cái em bé đi. Làm sao để sau này biết nó có cái động lực gì. Tôi lấy ví dụ như khi các bạn sinh ra một em bé. Nếu mà bạn cứ à ơi, à ơi, à ơi, ví dụ như thế, bạn đút cho nó ăn, bón cho nó em bé ăn đấy, mà em bé cứ không ăn, không ăn. Thế mà bạn lại bảo là con ơi, con ăn giỏi giỏi nhé, tí nữa mẹ mua bim bim cho, mẹ mua đồ chơi cho, đúng không? Thế mà nó lại há hốc mồm ra nó ăn ấy. Thì thế nào em bé sau này lớn lên thì nó cũng yêu tiền bạc, yêu tiền bạc. Nhưng mà theo nhà mình thì nếu mà em bé yêu tiền bạc thì có vấn đề gì không? Không vấn đề gì, đúng không? Lớn lên thì bạn định hướng cho nó làm doanh nhân mà không yêu tiền thì hỏng, đúng không? Định hướng cho nó trở thành những người về đầu tư tài chính, đúng không? Về kinh doanh, làm bán hàng, marketing bán hàng, vân vân. Đấy, kiểu như thế. Thì đấy là cái nhóm đầu tiên. Thế còn ví dụ như nhà mình có em bé mà mình bón cho nó ăn đấy, đút cho nó ăn đấy, mà nó lại cứ không ăn, mà mình gạ nó là con ơi ăn đi, tí mẹ ăn giỏi giỏi, mẹ mua bim bim cho, mua đồ chơi cho, mà nó vẫn cứ không ăn. Xong rồi bạn lại gạ nó, bạn lại thuyết phục nó bằng cách là con ơi con ăn giỏi giỏi nhé, ăn giỏi giỏi đi để tí mẹ khoe với bà, mẹ khoe với bố. Thế mà nó lại há hốc mồm ra nó ăn đấy. Thì thể nào sau này nó lớn lên thì nó cũng yêu danh tiếng. Thế theo nhà mình nếu mà yêu danh tiếng thì có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì cả, đúng không? Thì nó sẽ có thể nó phù hợp với cái việc là sau này nó làm những chính trị gia, nó làm diễn giả, nó làm nhà đào tạo chẳng hạn. Thì cái nhóm này là cái nhóm thích yêu danh tiếng, hoặc là showbiz, đúng không? Cũng rất là thành công. Đấy, ví dụ thế.
thì làm về PR, làm về quan hệ công chúng cộng đồng đấy, ví dụ thế, thì không vấn đề gì cả, đúng không? Làm lãnh đạo đấy. Rồi bây giờ nếu mà em bé nó cứ đút mình đút cho nó không ăn, mình gạ là ăn giỏi giỏi để tí mẹ ba mua bim bim cho nha, nó có không ăn, bảo con ăn hay con giỏi giỏi tí mẹ khoe với bà khoe với bố nhá, nó vẫn cứ không ăn. Mà bây giờ mình lại bảo như này, mình lại bảo con ơi con ăn đi không, mẹ ăn đi không tao cho ăn gậy bây giờ đấy, đúng không? Thế mà nó há hốc mồm ra nó ăn đấy thì cẩn thận, đánh nó ít thôi, không là sau này nó yêu bản thân. Yêu bản thân, tất nhiên yêu bản thân thì về một mặt nào đó thì biết tôn trọng bản thân, biết cái sự an toàn, biết cái tôn trọng bản thân, biết cái quý trọng bản thân thì cũng rất là tốt. Em bé đấy sẽ rất là kỷ luật với bản thân, biết chăm chút cho sức khỏe, biết có những cái thói quen tốt để rèn luyện bản thân, đúng không? Kiểm soát bản thân tốt thì cũng là một cái lợi thế rất là tốt. Nhưng mà tất nhiên là đừng có đánh nhiều quá, đánh nhiều quá. Nếu mà để đẩy cái mức độ yêu bản thân lên cao quá ấy, thì sau này thì khó có thể làm những người lãnh đạo lớn, nhà lãnh đạo được. Tại vì không dám nghĩ cho người khác khi nghĩ cho mình, chỉ muốn là vun vén về mình, nghĩ cho bản thân mình thôi thì nó lại hơi quá, đúng không? Thì mình chú ý cái đấy một chút chút đấy thôi đấy. Thế bây giờ ví dụ như mình em bé đút cho nó ăn, gạ là ăn giỏi giỏi tí mẹ mua bim bim cho, mà nó cứ không ăn, bảo ăn con ăn giỏi giỏi nhá, tí ăn giỏi giỏi tí mẹ khoe với bà khoe với bố, mà nó cứ không ăn, xong lại bảo ăn đi không cho ăn gậy bây giờ đấy, nó lại cứ khóc thét lên nó vẫn không ăn. Thế mà mình lại vớ đâu được một cái máy bay hay một cái tàu hỏa, mình bảo con ăn đi giỏi giỏi, nhìn này cái tàu này nó lượn này, nheo, hay không, hay không, hay nhìn cái máy bay nó lượn này, vèo, kiểu như thế, hay không, con khám phá cái này nhá, ăn đi xong cho bố mẹ cho con khám phá cái này nhá. Thế mà nó lại há hốc mồm ra nó ăn đấy, thể nào sau này nó cũng là yêu gì, đam mê, tức là thích một cái chuyên môn nào đó, một cái công việc nào đó. Thế theo nhà mình, nếu mà em bé sau này lớn lên mà yêu cái một cái chuyên môn nào đó thì có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì. Nhà mình comment đi. Không có vấn đề gì, đúng không? Thì sau này định hướng nó làm những nhà khoa học, làm về kỹ thuật, kỹ sư, để tạo ra những cái phát minh, giải quyết các vấn đề của thế giới, đúng không? Thì cũng rất là tuyệt vời, đúng không? Đấy, thì cũng ví dụ như vậy. Đấy, thì chia sẻ với nhà mình một chút đam mê. Đấy, thì đấy là một cái dấu hiệu để chúng ta có thể dễ dàng nhận ra. Đấy, thì tôi đang nói với các bạn về cái bước 1, đó là làm sao các bạn nhận diện ra được những cái người nào thuộc nhóm nào. Đấy, nhận diện ra được cái người nào, nhóm nào. Thực ra ấy, để nhận diện thì cũng không khó đâu. Bạn chỉ cần hỏi và giao tiếp về cái chủ đề. Ví dụ như bạn nói một chút về chủ đề tiền bạc mà người khác không nghe. Nếu mà người nào nói về chủ đề tiền bạc, à thu nhập bao nhiêu về làm này thì giàu có rồi, trao đổi về mức độ thu nhập rồi, ví dụ như có một vài câu chuyện nói về thu nhập, hỏi về mục tiêu của bạn về thu nhập bao nhiêu hay như nào đấy, mà người nào người ta có sẵn sàng chia sẻ về vấn đề tiền bạc ngay, đúng không? Thì nếu mà nhiều người mà người ta hào hứng, thậm chí có nhiều người bạn sẽ thấy là người ta nói về tiền bạc cái là mắt sáng và nói mãi, và người ta có một cái hứng khởi với cái tiền bạc, thì bạn biết là cái người này sẽ động lực chủ yếu là tiền bạc. Và khi chúng ta giao tiếp với họ thì chúng ta cũng phải giao tiếp nói nhiều về cái chủ đề tiền bạc, đúng không? Đấy. Nhưng mà ví dụ như các bạn quan tâm thì bạn bắt đầu bạn bàn với những cái việc lớn, ví dụ như là đất nước này thế này, thế giới này thế nào, rồi cái sứ mệnh cuộc đời của bạn thế nào, vân vân, rồi là cái tầm nhìn thế nào, đúng không? Nói về những cái công tác về quản lý lãnh đạo mà người ta lại hứng thú với cái việc ấy, họ bắt đầu họ đam mê, họ nhiệt huyết nói chuyện mình về cái đấy, thì thông thường những người đó sẽ là yêu danh tiếng. Thì các bạn lúc này bạn phải nói chuyện bằng danh tiếng, bạn phải tạo động lực cho họ bằng danh tiếng, đúng không? Bằng những cái việc là thuyết phục là cái này nó có rất có ý nghĩa, những người này rất là ý nghĩa, cần cái ý nghĩa, thì mình nói về cái sứ mệnh, cái tầm nhìn, những cái điều lớn lao đấy. Còn những cái người mà yêu bản thân ấy, thì đương nhiên là mình phải nói về cái vấn đề đi sâu vào bên trong bản thân của họ, nói về những cái vấn đề sức khỏe, nói những cái vấn đề đào sâu vào trong cảm xúc, vân 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 vân, thì có nhiều người sẽ thích nghe cái đấy, đúng không? Thế còn những cái nhóm người mà nói về đam mê, về yêu công việc ấy, thì mình phải nói về cái chuyên môn đó, nói về cái đam mê đấy, mình phát hiện ra, mình hỏi thôi. Cái này thì thông thường là mình để nhận diện được thì mình cứ hỏi, mình thông qua những cái câu chuyện để xem họ hứng thú về cái việc gì đấy, việc gì đấy. Tôi kể cho nhà mình nghe một câu chuyện này. Do ngày xưa ấy, tôi chưa biết cái bốn cái cảm xúc chủ đạo này, bốn cái động lực chính của nhân sự, nên là ngày xưa tôi kể cho nhà mình nghe một cái câu chuyện này, chính là một cái nỗi đau của tôi. Thì cái đợt đấy tôi có một cái bạn tên là bạn Tảo. Bạn này bạn ấy
gắn bó với tôi rất là lâu, lâu đi làm theo tôi bao nhiêu năm. Bạn này bạn rất là trung thực, trung thủy, trung thành, chăm chỉ và bạn làm chuyên môn rất là giỏi. Bạn ấy làm cái ngày tôi là còn làm về điều hòa không khí đấy. Thế thì khi mà bạn đi theo tôi một thời gian thì tôi rất là mong muốn là tôi phát triển bạn này lên làm những vị trí quản lý. Và tôi đi học cái gì thì sau đó thì tôi cũng đăng ký cho bạn đi học cùng. Rồi là sau này ấy, tôi có được cái gì hay hay thì tôi lại mua sách về tặng cho bạn ấy, rồi tôi gọi bạn vào tôi coaching, tôi chia sẻ. Tôi rất mong muốn là bạn này bạn phát triển lớn lên về mặt cái năng lực quản lý để sau này giúp tôi quản lý. Thế thì mấy năm trời trôi qua, bạn đi theo tôi thì bắt đầu là có một ngày tôi mới thấy bạn đi làm công trình về, tôi mới gọi bạn vào. Tôi bảo Tảo vào đây. Vào đây anh cho cung cơ, anh nói cho em một cái tin vui đây, thông báo cho em một tin vui đây. Thế bạn vào bảo vâng, chào anh, tin vui gì hả anh? Thế tôi bảo này, tới lên làm quản lý nhỉ, trưởng phòng nhỉ. Thế bạn nhìn tôi nhìn bạn ấy, chả thấy bạn vui gì cả. Thế xong bạn mới bảo ngồi xuống, không bạn ngồi nói chuyện với tôi, bạn bảo em không thích làm quản lý anh ạ, em chỉ thích làm về kỹ thuật thôi, em chỉ thích làm về kỹ thuật thôi, em chỉ muốn nghiên cứu sâu hơn về cái hệ điều hòa chiller, hệ điều hòa máy trung tâm VRV, VRF. Úi, thế bạn bảo không thích làm. Thế mà sao lại lúc ấy tôi bảo ông không nói với tôi từ đầu. Thế thì theo nhà mình thì cái lỗi này là do tôi hay là do bạn Tảo, đúng không? Là do tôi không có khảo sát, tôi không ngồi trò chuyện, tôi không hỏi han, tôi không quan tâm đến cái mong muốn của bạn đấy, cái động lực chính của bạn đấy là gì. Đấy, thì sau này từ cái việc đấy thì bắt đầu tôi cho các bạn đi nghiên cứu về những cái bảng mạch. Bạn cứ thích nghiên cứu để lắp đặt được cái tủ điện này, rồi là sửa chữa được cái hệ thống điều hòa VRV, VRF, vân 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 vân. Thì sau này tôi cho họ đi, bạn đi lên các hãng để tập huấn thêm về những cái đấy thì bạn rất là thích. Và bạn ấy rất là trung thành, bạn làm rất là đúng. Đấy, ví dụ như thế thì lúc ấy tôi cảm thấy là thế mất mấy năm trời cũng là một cái nỗi đau của mình. Nhưng sau cuối cùng bạn ấy bao tiền nhé, cho bạn đi học chương trình này, chương trình kia để sau này mong muốn bạn làm quản lý. Nhưng cuối cùng bạn chẳng làm quản lý. Bạn ấy đi vào chuyên môn và tôi thấy là cái này phù hợp với bạn ấy. Và cuối cùng là tôi tôn trọng cái quyết định đấy. Tất nhiên đấy là một cái nỗi đau của tôi mất nhiều tiền để cho bạn đi học. Do mình không biết là cái động lực của bạn là gì. Đấy, thì đấy là cái chia sẻ. Ok. Đúng rồi, Phú Khánh, mình nhắc đến cái bạn ấy trong cái cuốn sách Giải phóng lãnh đạo. Đúng rồi, cảm ơn các bạn nhé. Ok, nhà mình lên đây, nhà mình thả tim nhau cái, like share đi nào. Tag những người bạn của mình vào đây để cùng chia sẻ với nhau nào. Thả tim đi, thả tim. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, có bài trắc nghiệm, Trần Dũng, nhà mình có câu hỏi gì về đây? Có một bài trắc nghiệm nhé, nhà mình có thể test cái bài test trắc nghiệm là Dũng ơi. Cái bài test trắc nghiệm ấy nó tên là motivator, tức là cái bài motivator là cái bài mà test động lực nhé, test động lực nhé, em search motivator thì nó là cái test động lực nhé, test động lực thì nếu mà em test thì nó sẽ ra 7 cái động lực chính, cái động lực về nhà chính trị này, động lực về kinh tế này, động lực về thẩm mỹ này, động lực về quy chế này, động lực về cái này cái kia thì nó có nhiều cái. Tức là nó là cái khai triển của 4 cái nhóm cảm xúc, 4 cái động lực chính này thôi. Thì nó có bài test nhé. Ok. Thì hôm nào Dũng học giải phóng đạo tự động hóa doanh nghiệp rồi thì liên hệ với PSA để có cái bài test đấy. Tức là cái bài test DSC này, sau đó thì nó có một cái bài test sâu hơn, đó là về motivator để bạn khám phá những cái động lực của nhân sự. Đúng rồi. Đúng rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhà mình like share đi, nhà mình thả tim đi. Chào nhau một cái nào. Ok, cảm ơn các bạn. Đấy. Thì đấy là cái chia sẻ với các bạn, đó là những cái động lực của nhân sự. Thế thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ đến cái phần thứ hai. Đó là khi bạn nhận diện những động lực nhân sự như vậy thì bạn tác động như nào, thì tôi lấy một vài cái ví dụ. Ví dụ như là gì? Tôi đi, ví dụ theo nhà mình đoán đi. Bây giờ tôi hỏi nhà mình nha. Bây giờ các bạn lắng nghe xem là mình là thuộc nhóm cảm xúc nào chủ đạo thì nhà mình sẽ comment lên đây nào. Nhà mình comment lên đây nào. Nhà mình bình luận lên đây, bạn có những cái cảm xúc gì chủ đạo? Đâu? Tất nhiên là chúng ta có thể có cả 4 nhóm hoặc là 2-3 nhóm, nhưng mà có cái gì nó là chủ đạo? Động lực nào là chủ đạo thì nhà mình comment lên đây nào. Ok.
Nhà mình comment lên đây đi, nhà mình comment đi, thả tim, thả comment đi. Theo nhà mình đoán thì tôi là cảm xúc chủ đạo là gì? Cảm xúc chủ đạo là gì? Theo nhà mình đoán tôi thì tôi ai mà đoán được có thưởng mà. Một số anh chị đây đã gặp gặp tôi rồi thì nhà mình thử đoán xem là tôi thuộc cái nhóm có cảm xúc chủ đạo là gì, động lực chính là gì nào? Tiền bạc hay là danh tiếng hay là công việc hay đam mê? Ai mà đoán trúng thì có thưởng nào, có món quà nào. Ai đoán trúng thì có món quà nào, nhà mình comment đi, nhà mình comment đi nào, nhà mình comment đi. Ok, danh tiếng à. Rồi thêm nữa đi, ai nghĩ là tôi thuộc nhóm cảm xúc chủ đạo nào thì sau đó tôi chính trị. Rồi tôi thuộc nhóm chủ đạo nào, nhóm chủ đạo nào? Đam mê. Rồi cảm ơn Mai Khôi. Chưa đúng, gần đúng. Rồi danh tiếng. Rồi nhà mình đoán nữa đi, ai đoán được à? Ok, ai đoán được cuối cái livestream này có quà nhá, có quà nhá. Ok, cuối livestream này có quà luôn này. Đam mê, lan tỏa sự thành công. Rồi vẫn chưa đúng. Tôi có một cái món quà trị giá gần 1.000 đô. Ai mà đoán trúng tôi là thuộc nhóm chủ đạo cảm xúc chủ đạo nào là nhà mình đến cuối livestream này sẽ có một cái món quà gần 1.000 đô. Nào, ai mà đoán trúng nhá sẽ có một món quà là gần 1.000 đô này. Đấy, nhà mình đoán đi. Bây giờ ai mà đoán được trúng nào, xem là tôi thuộc nhóm động lực chính là gì, cảm xúc chủ đạo là cái gì. Ok rồi, cảm ơn sự chủ đạo đúng không? Thông qua cái việc đoán như này này thì là chúng ta cũng là cách để chúng ta học cách nhận diện người khác đúng không? Rồi, danh tiếng bắt đầu bằng chữ gì ạ? À, tôi đấy thì nhà mình đấy, nhóm danh tiếng này, tiền bạc này, hay đam mê hay là yêu bản thân thì nhà mình đoán đi. Đoán, ai mà đoán được là có một phần quà trị giá gần 1.000 đô ngay sau livestream này thôi. Ngay đến cái phần cuối livestream tôi sẽ tặng cho các bạn. Đúng không? Truyền cảm hứng, nhóm gì? Rồi, thế nhà mình đã muốn biết câu trả lời chưa? Các bạn muốn biết câu trả lời chưa? Muốn biết câu trả lời chưa? Rồi. Rồi, cảm ơn các bạn. Đúng rồi, cảm ơn. Món quà gần 1.000 đô mà bây giờ mình phải tích cực đoán đi. Tôi sẽ tâm sự, tôi không có nói một bờ đâu. Tôi biết tôi yêu cái gì, tôi biết tôi có động lực nhờ cái gì. Đúng không? Và tôi cũng chia sẻ luôn, nếu các bạn muốn tác động đến tôi thì tác động đến cái gì để tôi thuyết phục tôi chẳng hạn thế, hoặc là tạo động lực cho tôi chẳng hạn thế. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi, cảm ơn. Tôi bây giờ tôi xin chia sẻ với các bạn đây. Tôi động lực chủ đạo ở bên trong, cảm xúc chủ đạo ở bên trong, và nó tạo động lực cho mình rất là mạnh mẽ, lúc nào mình cũng thôi thúc. Tôi là thuộc nhóm yêu danh tiếng. Nhà mình comment thì yêu danh tiếng, ai đã đúng rồi thì comment là tôi đúng nào để nhận quà nào. Thì tôi là thuộc nhóm yêu danh tiếng. Ví dụ như tôi tâm sự với các bạn một chút, tôi là thuộc nhóm yêu danh tiếng. Tôi rất là quan niệm về cái việc là sống kiểu như là ở trên đời ấy, thì phải có danh gì với núi sông. Tôi rất là quan trọng cái ý nghĩa mình tạo ra trong cái cuộc đời này, cái dấu son mình, cái tượng đài, cái di sản mình để lại cho cái cuộc đời này, cho cái Việt Nam, cho thế giới là cái gì. Chính vì như thế nên là tôi mới viết sách, cuốn sách Giải phóng lãnh đạo, tự động hóa doanh nghiệp. Đấy, thì tôi có động lực rất là mạnh mẽ, thậm chí tôi thức hàng tuần liền để tôi viết sách. Từ 7 giờ tối đến thậm chí đến 5 giờ sáng hôm sau tôi viết bản thảo. Tôi sẵn sàng háo hức như vậy vì có một cái động lực rất là mạnh mẽ như vậy. Không hiểu tại sao thì tôi có cái động lực đấy rất là mạnh mẽ, rất là mạnh mẽ. Thích được ghi nhận, thích được để lại cái dấu son, giống như kiểu là để lại cái di sản, cái gì đó cho đời, để lại cái tiếng gì đó cho đời, nên là tôi rất là trọng danh dự. Thậm chí nhé, ví dụ như những học viên của PC mà đến học PC chẳng hạn, các chương trình hoặc mua sản phẩm của PC, mua sách các thứ mà chỉ cần chê thôi, là ngay lập tức tôi bảo các bạn của PC là sẵn sàng trả lại tiền, tức là mình không tích tiền, trả lại ngay vì cái danh dự của mình. Đúng không? Tôi sẵn sàng trả lại hết tiền. Nhưng mà có nhiều người nếu mà trọng tiền ấy, có khi là thôi chỉ bị chửi một tí cũng được, nhưng thôi không trả lại tiền. Như tôi thì khác, tôi sẵn sàng trả lại hết tiền ngay. Đấy, kiểu thế. Nên là không hiểu tại sao như tôi bây giờ, tôi chia sẻ với các bạn là tôi đã viết điếu văn cho mình xong rồi, nhưng mà chưa đọc đâu, còn lâu mới đọc. Đấy, thì tôi là như thế. Tôi viết điếu văn cho mình rồi. Tôi viết bây giờ điếu văn hay lắm, nhưng mà còn lâu mới đọc. Đấy.
thì tôi rất là yêu danh tiếng, tôi yết tôi thích những cái việc là, tức là nếu mà theo 7 cái động lực chính mà phân tích kỹ ra thì là cái động lực về chính trị là cao nhất. Cao nhất. Đấy thì chia sẻ với cả nhà mình một chút, nên là mình cũng thích làm lãnh đạo, thích làm lãnh đạo, đúng không? Thích làm chủ tịch công ty. Đấy, kiểu thế. Đấy, thế nên là đấy lại cũng chia sẻ thật với các bạn. Và kể cả cái động lực chính vậy, mình lên các cái trang mình xem thì chủ yếu nó liên quan đến những cái tin chính trị, những cái hoặc là mình bị hút bởi những cái nhân vật chính trị trên thế giới và ở Việt Nam, ví dụ như thế. Thì ví dụ thế, thì đấy là cái, ví dụ như tôi, nhiều người có thể đoán là thầy khả năng ưu tiền, nhưng mà thế thì nhầm ngay. Ví dụ như trước đây có nhiều học viên ấy, tại vì tôi có 25.000 học viên đã học PSA rồi, có nhiều người đến gặp tôi bảo cứ suốt ngày gạ thầy ơi kèo này thơm lắm, kèo này thơm lắm, về đầu tư bất động sản hay cái này cái kia, thì tôi không có tiếp. Khi mà nói đến thầy ơi em muốn đến gặp thầy hợp tác về đầu tư về cái này đầu tư về cái kia thì tôi không có thích. Tạo ra cái này tạo ra nhiều tiền lắm, cái này kiếm được nhiều tiền lắm thì tôi không có thích, và tôi cũng không có cảm hứng, tôi cũng không muốn tiếp. Nhưng mà ấy, ví dụ như thầy ơi cái dự án này nó có ý nghĩa đối với Việt Nam, ý nghĩa nó cứu được cả chị em, các cái thế hệ trẻ của Việt Nam vân 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 vân, rồi nó sẽ giúp cho đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta, giúp cho thế giới này, những cái gì mà nó liên quan đến ý nghĩa kiểu kiểu như vậy, thì lúc ấy thì tôi lại rất thích đến đây kiểu thế, thì mình lại hay bị hấp dẫn bởi kiểu như thế. Đấy thì cũng chia sẻ với các bạn như thế. Đấy, ví dụ như là ngay như nhiều người thấy cảm thấy là tôi cũng đến các chương trình, cũng có thể là sau các khóa học thì có thể là giới thiệu những cái chương trình học, rồi nhiều PSA thì thực ra là tôi cũng có tài sản lên đến thôi, nói về tài sản tiền bạc thì nói buồn cười quá ở trong cái livestream. Nhưng mà đại khái là tiền của mình cũng đạt đến cấp độ là dư giả về tài chính, về tiền bạc. Nhiều người thì nghĩ là tôi về tiền, nhưng mà không phải. Ví dụ như bây giờ kể cả PSA có bán các cái sản phẩm có mục tiêu về tài chính, trong tại vì mình làm business mà làm một doanh nghiệp mà làm doanh nhân mà, thì đương nhiên là mình phải tạo ra tiền. Nhưng mà như ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi đối với tôi tiền nó chỉ là phương tiện thôi, tiền nó chỉ là một cái công cụ để mình thực hiện cái đam mê và cái sứ mệnh cuộc đời. Đấy, ví dụ như là các bạn có thể phải đóng tiền cho PSA, có thể tham dự những cái chương trình kia để có và phải trả phí đầu tư tiền, nhưng mà đối với tôi thì cái tiền đấy để giúp PSA sau này sẽ là xây dựng các cái trung tâm đào tạo tư vấn doanh nghiệp, xây dựng cái trường PDCA ở để phục vụ sản xuất ra những cái doanh nghiệp doanh nhân bài bản cho Việt Nam. Thì tôi cần tiền là làm những cái thứ đấy, và đối với tôi cái tiền đấy thì nó chỉ là để sau này để phục vụ cái sứ mệnh cuộc đời của mình thôi. Đấy, ví dụ thế, thì cũng chia sẻ với các bạn như vậy. Rồi, đấy thì cũng là tâm sự với các bạn. Và bây giờ nhé, tôi có một cái bài tập cho các bạn như thế này. Các bạn hãy kể ra một cái biểu đồ. Các bạn có thể kẻ ra một cái biểu đồ, tôi không có cái bút đây, thành 4 ngăn. Sau đó thì các bạn có một ngăn là về danh tiếng, một ngăn là về tiền bạc, một ngăn là về bản thân, một ngăn là về đam mê. Thế thì bạn hãy liệt để ý những người xung quanh của mình nhé, những người em, những người chị, rồi những người trong gia đình, những người đồng nghiệp. Và bạn hãy liệt kê mỗi cái ô đấy nhé, thành một cái ô hình chữ T như này, 4 cái ô. Thì bạn liệt kê mỗi cái ô đấy vào khoảng, tìm ra khoảng 3 người. Bạn để ý những người xung quanh, tìm 3 người để điền vào những cái ô đấy. Để giúp các bạn nhận diện được họ thuộc nhóm cảm xúc chủ đạo nào. Để khi bạn tạo động lực đấy, thì bạn phải tạo động lực cho họ. Ví dụ như nhóm tiền bạc thì bạn phải dùng những cái giải thưởng này. Dùng miếc là em làm tốt đi, lên cái vị trí cao hơn sẽ có thu nhập tốt hơn. Đấy, ví dụ thế. Hoặc là anh có một cái cục thưởng khoảng 20 triệu này, nếu em làm tốt thì anh sẽ thưởng cho em. Đấy, thì mình có thể tạo động lực cho cái nhóm tiền bạc kiểu như vậy. Đấy. Đấy, đúng không? Rồi, thông thường những nhân sự mà yêu tiền thì bạn cũng có thể câu bằng tiền được, đúng không? Bằng chế độ lương thưởng. Thế nhưng mà cái thứ hai nữa là cái nhóm mà yêu danh tiếng thì bạn lại phải dùng bằng những cái lộ trình công danh để bạn tạo động lực cho đội ngũ là em đi nhá, phải định hướng về cái lộ trình thăng tiến cho em như thế này, cho nhân sự như này như kia, em sẽ đảm trách những cái vị trí then chốt quan trọng. Và mình phải thường xuyên nói về cái ý nghĩa, về cái sứ mệnh, một cái big why, tức là cái sứ mệnh, cái tầm nhìn của công ty như thế nào, cái giá trị văn hóa công ty này như thế nào. Đấy, thì bạn phải dùng cái này để tạo động lực cho những cái người yêu danh tiếng. Và những có những cái nhóm người yêu danh tiếng, nếu bạn không cho họ cái cơ hội phát triển, họ sẽ rời bỏ bạn ra đi. Nhưng mà cái nhóm yêu tiền bạc, bạn không cho họ tăng về mặt thu nhập thì họ tìm thấy những cái chỗ thu nhập khác thì họ sẽ ra đi. Đấy, thế nên là nhóm yêu danh tiếng thì bạn phải có những cái lộ trình công danh, có những cái định hướng, rồi bạn phải ghi nhận họ thường xuyên.
Thậm chí như một số các chị bạn của tôi học giải phóng lãnh đạo về xong ấy, là có cái mục mà động viên những người danh tiếng ấy là cảm ơn, viết lên Facebook cá nhân là cảm ơn đội ngũ của mình, cảm ơn tên cái người đấy, thì cái người đấy họ rất là vui, rất là vui đấy, ví dụ thế đấy, ví dụ thế thì thích lắm, thích được ghi nhận lắm. Đang khó khó nhưng mà ghi nhận cái thì những nhóm yêu danh tiếng người ta rất là thích đấy, thì các bạn khen ngợi khích lệ họ. Thế còn cái nhóm yêu bản thân thì đương nhiên là các bạn phải có quy chế để bạn kiểm soát rồi. Bạn phải có quy chế, và nếu bạn muốn tạo động lực cho cái nhóm này thì bạn hãy tặng cho họ những cái thẻ gym, và rồi là cái một cái vé tặng yoga hay cái gì đó, đúng không? Hoặc họ nói chuyện với họ thì tập trung vào bản thân họ thì họ sẽ có động lực, đúng không? Giúp họ phát triển tăng trưởng về mặt bản thân. Đấy, ví dụ thế. Đấy, còn cái nhóm đam mê thì bạn phải tạo điều kiện cho công việc, tôi đã nói nhóm đam mê nhiều rồi. Đấy thì đấy là những cái mà đúng rồi, bạn phải quan sát thôi. Thế còn có cái bài test motivator đấy, thì các bạn có thể dùng cái bài test thì nó ra những cái động lực rất là chi tiết. Nếu mà nhà mình thích thì tôi có thể làm một cái chủ đề chuyên sâu về 7 cái động lực chính ấy, chi tiết đấy. Nhưng mà nếu mà có cái đấy thì các bạn lại phải làm một cái bài test thì nó rất là cũng hay. Rồi, ai trong số các bạn vừa đúng đoán đúng tôi rồi nè, đoán đúng là thầy là nhóm yêu danh tiếng hay comment nè. Rồi, thế thì tôi có một cái món quà nhỏ nhỏ dành cho các bạn đây. Ai có rồi thì thôi, mà ai chưa có thì nghe thông tin đây. Tôi vừa rồi, tôi quyết định làm một cái khóa học 4 ngày học trực tiếp từ tôi, mà là qua hình thức live stream trên nhóm kín. Cái khóa học 4 ngày này tên gọi nó là Business Automation, học vào buổi tối. Bắt đầu từ ngày mùng 7, mùng 8, mùng 9, mùng 10. Tức là mùng 7 là hôm nay là mùng 5 rồi, ngày mai mùng 6. Ngày kia là mùng 7, đến tới ngày kia 8 giờ tối thì bắt đầu. Và tôi đang bảo các bạn là ai trong số các bạn muốn nhận món quà này thì comment nói tôi nè. Rồi. Thì nó là một cái khóa học mà tôi rất là, như vừa rồi như các bạn biết là rất nhiều các doanh nghiệp sau cái năm 2020 vừa rồi, Covid dẫn đến phá sản, đúng không? Và rất nhiều doanh nghiệp phá sản trong những cái năm vừa qua. Một doanh nghiệp phá sản đi mất đi hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ. Có nhiều người mất niềm tin, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Có nhiều người là không bao giờ đến đứng lên được nữa. Thế nên là tôi mới rất là đồng cảm với cái việc đấy, nên tôi mới quyết định là cho đi một cái khóa học mà theo tôi đánh giá nó trị giá hàng nghìn đô. Cho đi hoàn toàn miễn phí, đúng không? Cho đi hoàn toàn miễn phí. Và tôi đã rất là nghiêm túc làm cái khóa học này. Thì bây giờ như này, tôi mời các bạn nhé. Tôi bảo các bạn, ai trong số các bạn muốn học thì nhà mình hãy comment là tôi muốn. Tôi sẽ bảo các bạn ở ban tổ chức hãy gửi đường link lên cái phần bình luận ở dưới nhá. Mời nhờ ban tổ chức hãy để cái phần đường link lên phần bình luận ở dưới. Nhà mình hãy vào đó, tôi sẽ mở ra khoảng 10 phút, mở ra cho nhà mình vào đó, vào trong cái group đó, group Facebook nhé, group Facebook. Thì mình vào cái group đó nhé, vào cái group đó. Thì để đến tối ngày mai, tối ngày kia đấy, tức là 8 giờ tối thì nhà mình lên. Tôi sẽ live stream ở trên cái group kín đấy. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn chương trình, tôi gọi nó là Business Automation, 3 ngày để tự động hóa công việc kinh doanh của bạn. Thì cái này là chủ doanh nghiệp, các nhà quản lý lãnh đạo rất phù hợp. Nếu bạn biết ai vào đấy thì ngoài bạn ra thì tôi mời các bạn vào đó, các bạn mời khoảng 10 người vào nữa, đúng không? 10 người vào nữa để cùng nhau thổi bùng cái làn sóng làm doanh nghiệp bài bản của Việt Nam lên, giúp tôi thực hiện cái sứ mệnh của mình, đó là thổi bùng cái làn sóng làm doanh nghiệp bài bản của Việt Nam lên. Và nếu cứu được một doanh nghiệp thì rất là tốt, tạo công ăn việc làm này, phát triển nền kinh tế Việt Nam lên này, đúng không? Gia đình hạnh phúc này, bạn tự do, có cuộc sống tự do này, đúng không? Và bản thân bạn rất là hạnh phúc. Rất nhiều người đang làm doanh nghiệp theo kiểu bản năng loay hoay, đi lên từng nghề mà. Thế nên là chưa có cách làm doanh nghiệp bài bản thì bạn hãy vào đây để tiếp nhận nó và giới thiệu những người bạn của mình vào. Và đây là cái món quà mà tôi dành cho bạn và những người bạn của bạn, là những người quản lý lãnh đạo, là chủ doanh nghiệp. Thế thì bây giờ nhà mình làm việc gì làm được làm luôn đi. Tôi đề nghị nhà mình hãy bắt đầu vào đi. Nhà mình hãy bắt đầu vào cái Facebook và mời những người bạn của mình. Mời những người bạn của mình vào. Còn ai đang học giải phóng lãnh đạo tự động hóa doanh nghiệp thì đây là một cái chương trình có thể giúp các bạn ôn bài. Cái video, cái ngày 1 là tôi sẽ hướng dẫn về những cái 4 cái bí kíp học tập đỉnh cao, làm thế nào để bạn học 1 biết 10. Thì ai trong số các bạn mong muốn là mình học 1 biết 10 nè. Tôi đã mất 500 triệu tiền đi học rồi, tôi mới biết cái cách học để có kết quả học 1 biết 10. Thì tôi sẽ, cái buổi đầu tiên nền tảng tôi sẽ cung cấp cho các bạn cái này.
Cái thứ hai nữa, cái buổi thứ hai ấy, trong cái chương trình Business Automation này tôi sẽ chia sẻ với các bạn, đó là 5 cấp độ quản lý để giúp giải phóng lãnh đạo. Tức là làm thế nào để bạn phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp ra một cái doanh nghiệp phát triển nó lớn lên mà bản thân bạn lại còn nhàn hơn. Thì ai trong số các bạn mong muốn điều đó? Đấy, thì đấy là cái buổi thứ hai. Và cái buổi thứ hai tôi cũng sẽ chia sẻ với bạn, đó là cách thức mà giải phóng ra khỏi cái thói quen xấu để bạn hình thành cái thói quen tốt. Thì cái buổi này cũng là cái buổi rất là quan trọng. Và cái buổi thứ ba, đó là cái buổi tôi chia sẻ với các bạn 4 cái cấp độ tư duy kinh doanh thành công để làm sao giúp các bạn trong thời gian tới nhân 5, nhân 10 công việc kinh doanh của bạn lên. Ai trong số các bạn mong muốn là phát triển công việc kinh doanh của mình lên trong thời gian tới nhân 5, nhân 10 thì cái công việc kinh doanh của mình lên thì comment nói tôi nào. Ok, vậy thì hãy vào trong cái group nhé. Ban tổ chức hãy giúp tôi để cái đường link ở trên đó. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn vào đó và sau đó mời 10 người bạn của mình vào nhé, vào cái chương trình đó. À, vào cái chương trình đó để chúng ta cùng học vào tối ngày kia. Ok, 4 buổi tối liên tục. Và trong cái Business Automation thì có một cái buổi cuối cùng ấy, buổi thứ tư ấy, thì tôi sẽ nói về cái quy trình tự động hóa doanh nghiệp để giúp các bạn là xây dựng công việc kinh doanh, sau đóng gói nó, tự động hóa nó, và sau đó thì bạn nhân bản doanh nghiệp của mình lên, bạn giải phóng lãnh đạo ra. Thì đây là những cái nội dung rất là hay, là những cái bí mật khi mà tôi đi nghiên cứu những công ty trong Fortune 500. Nên là các bạn hãy vào đó, các bạn học nhé. Hãy vào đó học. Thì bây giờ bạn Thu Trần, Kỳ Anh mời các bạn thư ký của tôi sẽ để cái đường link và mở cái group này ra và mình bắt đầu vào đấy. Nào bây giờ mời nhà mình bắt đầu vào, việc gì làm được làm luôn nào. Mình nhấc điện thoại lên, bắt đầu vào đó đi. Bắt đầu click vào cái group đấy. Và sau đó thì mình hãy mời 10 người bạn của mình vào trước khi cái group này đóng lại để tổ chức vào ngày kia. Nhớ nha, lịch học là ngày mùng 7, mùng 8, mùng 9, mùng 10 và hình thức học là live stream ở trên group kín. Group kín. Nhé, group kín. Đấy, và đúng đến giờ live stream, sau đó hết live stream thì tôi sẽ xóa cái live stream đi. Nên là nhà mình cần phải đến đấy và nhắc người bạn của mình hẹn giờ. Nhà mình hãy hẹn 8 giờ kém 15, tức là 20 giờ kém 15 đấy. Thì tôi, nhà mình bắt đầu lên đấy. Thì ban tổ chức bắt đầu chuẩn bị trình chiếu video, chuẩn bị live stream. Đấy, thế nên là nhà mình hãy lên đấy. Sau đó thì sẽ xóa đi ngay, nên nhà mình hãy vào group. Và đồng thời bạn vào đấy thì bạn, cái group đó thông thường học nó sẽ khoảng 500 đến 1.000 người. Thì bạn hãy giới thiệu thông tin bản thân của mình, doanh nghiệp của mình, thương hiệu của mình, để những người khác trong group đấy biết được thương hiệu của các bạn, nhận biết được thương hiệu của bạn nhé. Thì các bạn hãy vào đấy đi, hãy vào các group đó. Ai đã học rồi thì vào ôn bài, còn ai chưa học thì vào học lại, vào đấy học nhé. Thế còn vào xong rồi, ai đã học rồi hoặc kể cả ai chưa học thì hãy vào đấy và mời những người bạn của mình vào. Đây là một cái món quà và tôi có một cái lời nhờ các bạn, và một cái món quà cho chính bạn, đó là hãy lan tỏa những cái giá trị làm doanh nghiệp bài bản. Cái lý do mà tôi miễn phí đó là tôi tri ân các bạn. Lý do mà tôi miễn phí đó là tôi có một cảm xúc đặc biệt khi mà tôi xem cái chương trình thời sự vừa rồi ấy, 32.000 doanh nghiệp chỉ phá sản trong vòng có 2 tháng năm 2021. Và đấy là cái lý do mà tôi miễn phí cái chương trình ấy nhé. Nó rất là giá trị, nó rất là giá trị, nên là bạn hãy vào đó nhé. Có nhiều cái phần quà rất là tuyệt vời ở trong đấy, nên là nhà mình hãy vào đấy nhé. Vào đó thì đây là cái món quà. Mà trong đó thì các bạn cũng sẽ được học rất nhiều về vấn đề nhân sự, vấn đề về quản lý con người, quản lý công việc như nào, quản lý hệ thống như nào, quản lý mục tiêu như nào, quản lý bản thân như nào. Ok, rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì đấy là cái tôi chia sẻ với các bạn một chút. Thì bây giờ nhà mình vào được chưa? Nhà mình ai vào được rồi thì nói là tôi vào được rồi nào. Ai vào? Nhà mình vào được chưa? Nhà mình việc gì làm được làm luôn đi nào. Hành động ngay, vào luôn đi. Vào luôn đi, tôi chờ anh chị. Nhà mình vào được luôn đi. Ai mà vào được rồi, cái group rồi, có cái đường link ở bên dưới đấy. Thì nhà mình vào luôn đi. Ok, rồi cảm ơn các bạn. Rồi cảm ơn, nhà mình vào luôn đi, hành động luôn đi. Nhà mình kéo ra cái phần bình luận ấy, có cái ban tổ chức có gửi cái đường link. Thì bảo các bạn ấy mở lên, không biết mở chưa. Chắc mình phải chờ phê duyệt một tí nhé. Anh chưa vào được, Toàn Phạm hay sao lại chưa vào được. Vào cái click, vào cái đường link ban tổ chức đấy. À, Thiên Hương vào được rồi đúng không? Vào được rồi. Vào, mời 10 người bạn vào chưa? Mời. Rồi. Yến Sào Highland. Rồi. Ok, vào đi. Dặn Xuân Kiên, tôi chưa vào được. Tôi vào được rồi. Cảm ơn. Đấy, đúng rồi. Mình vào đi. Vào được rồi. Vào mời 10 người bạn vào đi. Nhà mình vào mời 10 người bạn vào đi. Ở cái phần bình luận ban tổ chức ghim lên. Đúng rồi. Ai vào được rồi thì nói chào nhau nhé, giới thiệu bản thân và thương hiệu trong đấy nhé. Tag 10 người bạn của mình vào. Ok, và tối ngày kia bắt đầu chúng ta học. Từ 8 giờ tối đến khoảng 10 giờ tối.
Ok, cảm ơn các bạn. Đặng Xuân Kiên vào đi, kéo đường link xuống vào trong ấy. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hôm nay cái chủ đề về động lực ấy nhà mình nhé, bốn cái nhóm động lực chính, bốn cái cảm xúc chủ đạo. Cái này chúng ta có thể áp dụng cho việc bán hàng, cái việc giao tiếp với người khác. Đấy, thì cái này sẽ cũng rất là hay đấy. Bốn cái cảm xúc chủ đạo. Nhà mình thôi, bây giờ tôi vừa mới chia sẻ này, bốn cảm xúc chủ đạo, bốn cái động lực chính, cũng là bốn cái nhóm người trong doanh nghiệp. Nhà mình comment là bốn cái nhóm người trong doanh nghiệp. Bốn nhóm người trong doanh nghiệp. Thì cái nhóm đầu tiên là cảm xúc về tiền bạc, nhóm cảm xúc thứ hai là về danh tiếng, nhóm cảm xúc thứ ba là bản thân, và nhóm cảm xúc thứ tư đó là công việc, đam mê. Đấy, thì mình đây là bốn cái nhóm, và tôi cũng kể những câu chuyện rồi. Nhà mình hãy ai vào sau thì kéo lại cái livestream này để xem nhé. Thì chúc mừng các bạn, chúc các bạn nhận diện được những nhân sự của mình, và các bạn có những cái chiến lược để các bạn tiếp cận, để các bạn giao tiếp, để các bạn tạo động lực, để lúc nào anh em cũng hừng hực khí thế. Ok, Đặng Xuân Kiên ơi, ban tổ chức comment giúp anh cái đường link nhé, để anh click vào nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Thôi, chắc hôm nay giao lưu với các bạn khoảng 45 phút thế là vui rồi. Thỉnh thoảng lên gặp nhau nhé. Tối ngày mai tôi lại làm livestream tiếp. Nhà mình mai, tối ngày mai nhà mình muốn cái chủ đề gì? Chủ đề gì? Thì nhà mình muốn chủ đề gì thì nhà mình hãy comment lên đây. Tôi đang tính là ngày mai làm về cái chủ đề gì, về cái ý tưởng nhỉ? Nhà mình muốn chủ đề gì thì comment lên đây nhé. Tôi sẽ làm cái livestream để chia sẻ với các bạn. Ok, và đồng thời thì trong PDC thì có cái kênh YouTube. Cái kênh YouTube của PDC thì có rất nhiều cái bài quản trị, bài tập quản trị hay, cái bài học quản trị rất là hay. Thì tôi cũng nhờ ban tổ chức gửi cái đường link YouTube lên đây, để các bạn hãy cùng nhau vào xem một chút nhé. Xem một chút, xem và subscribe kênh rồi bật chuông lên. Trong đó nó có rất nhiều những cái bài học quản trị rất là hay. Ok, rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Thôi, bây giờ thì chắc là cũng vui rồi, cũng khuya rồi. Tôi phải đi ngủ đây. Đấy, tôi đang ở nhà mình đây. Ok. Đấy, cho nhà mình xem cái view nhà tôi tí nhé. Nhà mình có muốn xem tí không? Tôi ở một cái khu gọi là khu nhà vườn. Đấy. Đây. Đấy, tôi chiếu ra ngoài này cho nhà mình xem tí. Cái quang cảnh trước nhà tôi. Tâm sự tí. Đấy, rồi. Đấy, nhà mình thấy không? Đấy, khu nhà tôi đây. Buổi tối đấy. Rất là yên tĩnh. Rất là yên tĩnh. Đấy, kiểu thế. Đấy, nhà mình thấy không? Đấy. Rồi, thôi chúc nhà mình ngủ ngon nhé. Chúc nhà mình ngủ ngon nhé. Ok. Nhà tôi thì nhà nhiều tầng, và tôi đang ở tận trên tầng 5 cơ. Chúc nhà mình ngủ ngon và có giấc mơ đẹp nhé. Hôm nào gặp lại nhau sau nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều.